hai đội đang chuẩn bị làm thủ tục thi đấu. Trọng tài chính trận đấu là trọng tài Triệu Văn Quốc, trọng tài bàn Nguyễn Văn Tuấn. Trận đấu bắt đầu. Điểm dành cho đội số 1. 1-0. Hoàng Trinh phát bóng. Điểm dành cho đội số 1. 2-0. Cường đang phát bóng. Vâng, trọng tài cho vận động viên Phan Anh Khang đã chạm bắn. Điểm dành cho số 1, 3-0. Của vận động viên Phan Thanh Khang, bóng bay ra khỏi sân, đổi điểm 1-3. Hoàng Trinh phát bóng, phát bóng rất khó. Tiếp tục là tình huống giằng co của hai đội, bóng bất ngờ. Hoàng Tư không phải muốn đâu trong sân, rất đặt vào quá đội Phan Thanh Khang, không qua lưới rồi. Điểm dành cho đội số 1, 4-1. Hoàng Tư xe bóng. Bắn tuyệt, không được rồi, đập rất mạnh, Phan Thanh Khang không đỡ được bóng và bóng đã đi ra ngoài khỏi sân. Điểm dành cho đội số 1, 6-1. 6-6. 5-1. Xin lỗi ra bình luận viên đằng sau cái bảng. Bóng ra ngoài, đổi điểm 2-5. Nghiêng về đội số 2. Đội số 2 cố gắng lên. Các khán giả đang ủng hộ hai đội rất nhiều. Hoàng Chiên phát bóng. Hoàng Trinh thả bóng rất khéo nhưng bóng đã đi ra khỏi sân. Điểm dành cho đội số 2. 3-5. Phan Thanh Khang phát bóng. Tấn công dành cho đội số 2. Hoàng Dương rất khéo léo. Tiếp tục bóng vẫn còn trong sân. Cơ hội dành cho đội số 2 Hoàng Văn Thuận, không được rồi, con bóng vẫn trong sân. Đỉnh trên, không được. Tiếp tục Hoàng Hư rất hay. Tiếp tục là những pha bóng dòng co của hai đội và điểm dành số dành cho đội số 2. Điểm 6-3. Hoàng Trinh phát bóng. Đỉnh trên. Đập bóng rất mạnh và chóng chạm tay chắn ra ngoài. Điểm đổi điểm 4-6. Như vậy là một pha xử lý ra ngoài của các cầu thủ đội tuyển số 2. Trong bóng trong sân. Trọng tài xác định là bóng trong sân. Điểm 4-7. Đinh Việt phát bóng. Pha phát bóng rất nhẹ nhàng và khéo léo của Đinh Việt. Pha bỏ nhỏ có ý đồ của Đinh Chuyên, nhưng tiếp bóng không qua lưới mất rồi. Điểm cho đội số 2. 8-4. Văn Tuấn phát bóng. Có lẽ là đây được là hai đội tuyển rất cân đối về sức và tài. Bóng ra ngoài của Phan Thanh Khang, ghi điểm cho đội số 2, 9 bóng rồi. Như vậy là đây là trận chung kết, có thể nói là rất là kịch tính trong buổi chiều ngày hôm nay.
Những pha xử lý rất kỹ thuật cũng như rất căng co của các cầu thủ hai bên. Có lẽ là hàng ngày trong quá trình tập luyện thì các cầu thủ cũng đã rất hiểu lối chơi của nhau rồi. Những pha xử lý rất tinh khéo cũng như huyền chuyển của các cầu thủ hai bên rất khó khăn để ghi điểm cho đội mình. Một pha dứt điểm rất uy lực của Văn Thuận, không được rồi, bóng vẫn còn. Một pha xử lý rất tốt của không được rồi. Lại là một pha xử lý lúng túng của các cầu thủ đội tuyển số 2. Ghi điểm cho đội số 1 rồi, 5-9. Cách điểm chỉ 4 điểm mà thôi. Đình Trinh phát bóng. Một pha xử lý rất khó. Thanh Khang. Như vậy là tốc độ của trận đấu đã được đẩy ngả lùi lại. Gây ra xử lý hỏng của Xuân Việt rồi. Ghi điểm cho đội số 1 sau 9. Như vậy là cách điểm chỉ còn có 3 điểm mà thôi giữa hai đội tuyển. Như vậy là việc vị trí quán quân cũng sẽ khó làm và phân biệt cho đến thời điểm hiện tại. Một pha xử lý rất quy lực của Xuân Dự, ghi điểm luôn cho đội mình. 10 rồi, 16. Có thể nói đến thời điểm hiện tại kỹ thuật cũng như thể lực của hai đội đang rất cân đối. Phạm Cường phát bóng rất hay. Một pha xử lý hồng nữa của Đình Việt lại ghi điểm cho đội bạn mất rồi. 70. Có lẽ cầu thủ này chúng ta cần phải điều chỉnh một chút về kỹ thuật. Đình Chuyên phát bóng. Nếu như chỉ một pha xử lý hồng nữa thôi thì các cầu thủ cũng có quyền thay người luôn. Cho nên là các cầu thủ chúng ta cố lên. Những pha bỏ nhỏ rất tinh ý. Văn Trình Xuân Dự làm thế công. Một pha bỏ nhỏ rất thành công, bắn vẫn còn trong sân. Rất hay. Tiếp tục Xuân Dự. Lại là một pha bỏ nhỏ nữa. Không được rồi. Vẫn là sự rất tỉnh táo của các cầu thủ. Một pha chắn bóng nhưng không qua lưới rồi. Điểm cho các cầu thủ đội tuyển số 1, 8, 10. Như vậy cách biệt đến nay chỉ còn 2 điểm mà thôi. Chắn bóng ra ngoài rồi. Điểm cho đội số 2, 11, 8. Như vậy đến bây giờ thì mặt trời đã buông xuống rồi. Bóng tối cũng đã kéo lên. Như vậy các cầu thủ hai đội chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ và ghi điểm cho đội mình thôi. Như vậy đây là cái set đấu đầu tiên và rất là khó khăn để ghi điểm. Một pha xử lý khá khó. Vẫn là các cầu thủ đội tuyển số 2. Xuân Dự. Bóng vẫn còn. Vâng, và trọng tài Gia Đình đã có lỗi trong tình huống vừa rồi. Như vậy là điểm số thuộc về đội số 1. 9-11. Hoàng Dương phát bóng. Xuân Dự. Một pha tránh bóng rất nhiều ý đồ của Đình Chuyên và Xuân Dự rồi. Tiếp tục là Xuân Dự. Thanh Khang, chắn bóng thành công. Điểm cho đội số 20-29. Như vậy là về thể lực của các cầu thủ đến nay đã khá tấm mệt khi mà các khuôn mặt của các cầu thủ đã rất tấm mồ hôi. Một pha xử lý khó khăn của Thanh Khang. Bóng được đưa sang lưới rồi. Xuân Dự. Một pha phát bóng, tuy nhiên bóng đi ra ngoài sân. Ghi điểm cho đội số 1. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm số cho đội số 1 10-12. Như vậy trọng tài ban chúng ta cần hết sức tỉnh táo trong trận chung kết này. Đình Trinh vào bóng. Chỉ cần một chút xử lý sai thôi thì cũng có thể gây tranh cãi trong trận này. Những pha xử lý rất khéo léo của các cầu thủ hai bên. Tiếp tục là Thanh Khang, Phạm Cường, Xuân Dự. Một pha bỏ nhỏ khá huyền chuyển của Đình Chuyên. Không được rồi. Phạm Cường, Xuân Dương làm gì không? Lại là những pha bỏ nhỏ. Bóng trong sân rất tiếc trong tình huống vừa rồi. Như vậy là Xuân Dương xác định bóng đang ra ngoài. Tuy nhiên thì rất tiếc bóng vẫn còn trong sân. Ghi điểm số đội số 1. 11-12. Hơi này mấy. Bóng tóc vẫn còn. Bóng vẫn còn trong sân. Không gọi. Như vậy là các cầu thủ của chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Lại tiếp tục pha xử lý ra ngoài của Xuân Dự, ghi điểm trong buổi bạn 12 đều. Như vậy là sự cổ vũ của quý vị khán giả lúc này rất cần thiết cho các cầu thủ của chúng ta. Trận đấu chỉ ở set đầu tiên mà thôi.
Và bây giờ chỉ có 12 điểm mà thôi. Như vậy điểm số cho đến trận xét điểm cuối cùng của sân khấu còn khá dài. Mở điểm cho đội số 2, 13-12, Văn Thuận dẫn bóng. Quả bóng rất mạnh của Văn Thuận. Tiếp tục là Đình Truyền. Pha bỏ bóng không qua lưới của Xuân Dự ghi điểm cho đội bạn. Điểm 10 số 13 đều. Như vậy đến thời điểm hiện tại thể lực của các đội chỉ có thể xử lý những pha bỏ nhỏ mà thôi thì mới có thể ghi điểm trực tiếp cho đội mình. Bóng không qua lưới rồi, đổi điểm cho đội số 2, 14-13. Xuân Dự phát bóng. Pha xử lý bóng rất tốt. Tuy nhiên bóng ra ngoài sân, tuy nhiên bóng đã chạm tay của các cầu thủ đội bạn. Điểm số 14 đều. Như vậy hai đội đang cân bằng về điểm số, bạn đang ở vị trí xuất phát. Không biết đội nào sẽ dẫn điểm trước và kết thúc trận đấu này đây. Pha xử lý rất tốt và chân bóng thành công của Đình Truyền. Ghi điểm dẫn trước 15-14 đội số 1. Hai đội thực sự bình tĩnh trong những tình huống này. Khá khó khăn trong bắt bóng 1 của Xuân Việt. Tuy nhiên vẫn thành công với sự hỗ trợ của các cầu thủ cùng đội. Đinh Dương dứt điểm luôn. Có vẻ đang lúng túng và pha xử lý rất là lỗi. Văn Khang một pha xử lý chắn bóng rất tốt của Hoàng Trình. Điểm số 15 đều. Như vậy hai đội đang ở thế rất cân bằng về lực và kỹ thuật. Các đội cần phải chắc chiêu từng chi tiết trong cái trận bóng này. Đã khó khăn để mà kết thúc. Cầu pha xử lý hồng của Văn Thuận rồi. Điểm cho đội 1, 16-15. Đâu không mấy. Nhưng mà giành giật từng điểm số rất là khó khăn đến thời điểm hiện tại. Khi mà thể lực cũng như về tinh thần của các cầu thủ đang rất là phấn chấn. Đình Trình bóng tiếp tục được đưa qua lưới. Xuân Dự làm gì không? Một pha xử lý dứt khoát và lanh lùng của Xuân Dự ghi điểm cho đội mình 16 đều. Kìa quá kìa. Cái này tí lấy xong. Đúng là trận chung kết. Đúng rồi. Bóng ra ngoài mất rồi. Rất tiếc trong tình huống này. Có như vẻ như cầu thủ này vẫn còn đang rất trung sức tìm hẳn. 17-16 cho đội số 1. Quảng tí nó vào cam. Tí là camera mỏi. Tức là đang bắt quảng ý đồ của Trung Dung rất rồi. Các cầu thủ cần tập trung và đánh thật sự rất chậm ạ. Bóng con, bóng vẫn còn trong phần. Tí nó vào camera rất sàng so. Cầu thủ lay lung và chạm tay chạm ra ngoài. Điểm số cho đội số 1, 18-16. Là chưa? Chưa. Như vậy là với lợi thế dẫn trước, tuy nhiên đội số 2 chúng ta cần phải đánh chậm lại một chút. Rất khó khăn bán điểm trực tiếp luôn của Viết Thành. Một pha điểm rất hay. Điểm số 19-16, Hoàng Dũng phát bóng. Vậy các cầu thủ cần thực sự tỉnh táo, rất tốt và một pha ăn miếng trả miếng của Xuân Dự. 17-19 cho đội số 2. Các cầu thủ thật sự chất chiêu trong các tình huống. Bạn đã bóng rất mạnh, tuy nhiên bóng ra ngoài bắt đầu rất tiếc trong tình huống vừa rồi. 20-17 rồi. Và như vậy chỉ còn một điểm số nữa thôi thì đội số 1 đã chạm tạm thời được dẫn trước non hơn tí nữa rồi. Trong trận đấu chung kết này. Đình Trinh qua bóng. Đội kia đừng nghỉ một trận. Xuân Dự làm gì không? Một pha bỏ nhỏ thành công của Xuân Dự. Điểm số 18-20. Như vậy rất khó khăn và chỉ kiểu gần 2 điểm cách biệt rồi. Đội số 2 có là tình thế hay không? Chúng ta cần cắt đuôi vị trí 3 và như vậy kết thúc trận thi đấu đầu tiên. Đội số 1 đã tạm thời giật thắng với tỷ số 21-18. Hai đội tạm thời nghỉ trong giây lát trước khi vậy cũng như là các cầu thủ của hai đội đã sẵn sàng tiếp tục vào trận thi đấu thứ hai. Và nếu như các cầu thủ đội tuyển số 1 vẫn giữ được phong độ này thì trận đấu của chúng ta sẽ kết thúc ở hai trận đấu mà thôi. Các cầu thủ cố lên. Trận thi đấu thứ hai bắt đầu. Xuân Dự rất lạnh lùng, bóng vẫn còn. Tiếp tục là Xuân Dự. Một pha bỏ nhỏ không có tính, không thành công. Văn Thuận làm gì không? Một pha xử lý bóng ra ngoài mất rồi.
Và như vậy trong tình huống vừa rồi, trọng tài xác định đã có bóng chạm tay của các cầu thủ sân nhà. Điểm cho đội số 2 một không. Điểm số đầu tiên Hoàng Trinh phát bóng. Và sự quản lý bóng rất kỹ thuật của Tiến Anh. Bóng không qua lưới rồi. Tiếp tục là điểm số thứ hai cho đội số 2. 2-0. Phạm Cường phát bóng. Cú pha xử lý bước 1 không tốt lắm của Tiến Anh. Thế Anh Đinh Chuyên, một pha bỏ nhỏ khá có ý đồ. Tiếp tục là Thanh Khang. Quả xử lý rất lanh lung của Thanh Khang, đổi điểm cho đội mình 1-2. Đinh Trinh có bóng. Xuân Dự. Đinh Chuyên. Và xử lý lỗi của Thanh Khang rồi. Bóng đi ra ngoài. Đội điểm cho đội số 2 3-1. Như vậy là đến thời điểm này thể lực chúng ta đã giảm sút rất nhiều. Chúng ta phải chắc chiêu từng cơ hội để ghi điểm cho đội mình. Viết Anh. Thế Anh. Một pha xử lý khá khó khăn của Hoàng Trinh. Xuân Dự làm gì không? Không được rồi. Vẫn là pha bỏ nhỏ của Đinh Chuyên. Tiếp tục là Viết Anh. Đinh Trinh. Bóng vẫn còn. Rất tinh ý trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn rất căng co trong qua lưới. Tiếp tục là Thế Anh. Văn Thuận làm gì không? Không được. Vẫn là bò nhỏ, không qua lưới rồi. Một pha xử lý lỗi của Thế Anh. Đổi điểm 2-3. Đinh Chuyên phát bóng. Phải khá khó khăn để trong các tình huống ghi điểm. Và những pha xử lý rất khó để ghi điểm trong các trường hợp như thế này. Hai đội đang rất cố gắng. Xuân Dương làm gì không? Rất tốt. Bóng vẫn còn trong phần. Vẫn là Thế Anh. Rất cố gắng. Bóng được đưa qua an toàn rồi. Bóng ngoài sân rồi. Một pha xử lý lỗi của Văn Thuận đổi điểm 3-0. Hai đội đang rằng co điểm số rất kịch tính. Và như vậy để kết thúc set đấu này thì rất khó khăn. Thanh Khang phát bóng. Hoàng Trinh. Pha xử lý rất kỹ thuật và chạm tay chắn ra ngoài. Điểm số cho đội số 1 4-3. Ngài bóng ra ngoài sân của Văn Thuận rồi. Liên tiếp là những pha xử lý ra ngoài của Văn Thuận. 4-0. Như vậy trọng tài xác định vừa rồi bóng đã chạm tay của các cầu thủ đi ra ngoài. Và điểm số cho đội số 1 5-4. Thế Anh phát bóng. Thanh Khang. Và đập bóng rất uy lực của Thanh Khang. Bóng vẫn còn. Tiếp tục là Thanh Khang. Bóng không qua lưới rồi. Điểm số đội số 1 6-4. Như vậy đã có sự chênh lệch một chút về điểm số 2 điểm rồi. Một pha xử lý lỗi của Phạm Cường bên đó đội tuyển số 1. Cây truyền 2 đã không xác định vị trí. Như vậy điểm số trao đổi bàn 5-6. Hoàng Dưỡng phát bóng. Hoàng Dưỡng làm gì không? Anh Khang. Những tình huống bóng được quyền chuyển đưa qua lưới. Có thể thấy rằng thể lực của các cầu thủ chúng ta đã giảm sút rất nhiều. Bóng không qua lưới rồi. Và xử lý lỗi của Hoàng Dưỡng. Đội điểm cho đội số 1 7-5. Xuân Dự phát bóng. Anh Khang. Một pha đập bóng có vẻ khá với. Rất tỉnh táo của Thế Anh. Lại tiếp tục là bỏ nhỏ của Đinh Chuyên. Với lợi thế trẻ và thể lực về chiều cao, anh có thể xử lý bất cứ tình huống nào. Và xử lý rất lanh lùng của Xuân Dự ghi điểm cho đội số 1 8-5. Chúng ta cần phải chất chiêu cơ hội. Bóng ra ngoài rồi. Và thấy rằng là đồng chí tay chắn của đội tuyển số 1 rất sung sức. Đinh Chuyên phát bóng. Điểm số 6-8.
Trinh. Đây là một pha xử lý ra ngoài của các cầu thủ đội tuyển số 1. Đội điểm cho đội số 2, 7-8. Như vậy là liên tiếp đội số 1 đã ghi điểm cho đội bạn mất rồi. 7-8 rồi, cách biệt một điểm thôi. Đình Trinh phát bóng. Xuân Dự. Bóng đã được đưa qua lưới. Biết Anh. Đình Truyền. Hòa chuẩn bóng vẫn còn. Đình Truyền. Thế Anh. Hoàng Trinh làm gì không? Đình Truyền. Một pha xử lý lỗi lực của Đình Anh rồi. Tận dụng rất nhiều cơ hội. Anh cũng đã hạ được đối thủ của mình. Và ghi điểm 8-0. Phan Thanh Cang phát bóng. Thì vậy trọng tài xác định đã có lỗi của các cầu thủ. Điểm 9-8 cho đội số 2. Xuân Dự tấn bóng thành công. Tiếp tục là một điểm số nữa cho đội số 2, 18 rồi. Thì vậy các cầu thủ đã rất thấm mệt đến thời điểm này. Trận đấu chỉ đi được một nửa chặng đường thôi. Rất khó khăn. Vẫn là các tình huống bỏ nhỏ rất khó chịu của Đình Truyền. Cây truyền hai bên phía đội tuyển số 2. Xuân Dự. Một pha xử lý rất tốt của Xuân Dự. Ghi điểm cho đội mình, đổi điểm cho đội số 1. 90. Có thể nói đến thời điểm hiện tại chúng ta chỉ cần sử dụng kỹ thuật mà thôi. Và bắt ra ngoài rồi. Điểm cho đội số 2, 11-9. Bóng trong sân. Tiếp tục là điểm cho đội số 2, 12-9. Như vậy là cách biệt đến bây giờ đã là 3 điểm rồi. Đội 1 cần phải thực sự tập trung, khéo léo và cần phải có sự đoàn kết trong từng tình huống này. Vẫn là các cầu thủ đội tuyển số 1. Pha chắn bóng ra ngoài. Ăn điểm rất lanh lùng của Xuân Dự. Đội điểm cho đội số 1, 10-12. Có thể nói với tới tay truyền hai bên phía đội tuyển số 2 rất là lạnh lùng và nguy hiểm. Chúng ta cần phải tỉnh táo. Đặc biệt là với lợi thế về chiều cao, Anh có thể sử dụng bất cứ kỹ thuật nào. Điểm cho đội số 1, 11-12. Như vậy là với sự cố gắng cũng như sự cố hút nhiệt tình của khán giả thì khoảng cách đã được rút ngắn lại rồi. Một điểm rồi, hai đội cố lên. Hoàng Dưỡng. Vẫn là ba này là ba xử lý lỗi nữa của các cầu thủ bên phía số 1. Điểm số 13-11. Đình Chuyên phát bóng. Phát bóng không qua lưới rồi. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi. Đội điểm cho đội số 1, 12-13. Lại là Đình Chuyên. Thanh Khang. Và đập bóng rất chính xác. Đình Trinh. Lại là Đình Chuyên. Pha xử lý kỹ thuật. Bóng này được đưa sang lưới rồi. Khá khó khăn. Hoàng Trinh. Bóng vẫn còn. Lại là Đình Chuyên. Rất tốt. Bóng khá là được quyền chuyển được đưa qua lưới. Một pha bỏ nhỏ khá khó khăn. Tiếp tục là Đình Chuyên. Những pha bỏ nhỏ liên tiếp được bỏ ra của các cầu thủ hai bên. Đình Chuyên. Một pha bỏ nhỏ rất thành công của Đình Chuyên. Như chúng tôi đã bình luận, một cầu thủ trẻ với lợi thế về chiều cao cũng như kỹ thuật liên tiếp ghi điểm cho đội mình. Điểm số 14-12. Thanh Khang phát bóng. Những pha xử lý bước một rất khó khăn của Hoàng Trinh bên phía đội tuyển số 1. Xuân Dự làm gì không? Và được bóng rất nhanh lưng. Và ghi điểm luôn cho đội mình. Điểm số 13-14. Một pha bỏ nhỏ rất tỉnh táo của Đình Truyền. Trọng tài xác định có lỗi trong tình huống vừa rồi. Và điểm số đã thuộc về đội tuyển số 2. 15-13. Hoàng Dưỡng phát bóng.
Như vậy chúng tôi quan sát cũng như mình luôn. Bên phía đội tuyển số 2 có tay truyền Đình Truyền, thì bên đội tuyển số 1 có Xuân Dự, cũng rất lanh lùng và nguy hiểm. Tiếp tục là Đình Truyền. Đình Truyền làm gì không? Vẫn là những pha bỏ nhỏ rất kỹ thuật. Tuy nhiên bên đội tuyển số 1 đã tỉnh táo hơn. Làm gì không? Vẫn tiếp tục là Đình Truyền đây. Xuân Dự, Đình Trình, Anh Khang, bóng ra ngoài rồi. Điểm cho đội số 1. À, trọng tài Gia Đình đang đá chạm tay các cầu thủ ra ngoài. Và như vậy điểm thi đấu thuộc về đội tuyển số 2 16-13. Cách biệt 3 điểm. Biết bao nhiêu pha bóng? Vẫn là Xuân Dự. Một bắt nắm ý đồ rất chính xác của Đình Truyền bên và Xuân Dự. Ghi điểm cho đội mình 17-13. Hai đội cố lên. Và đội số 1 chúng ta cần thực sự đánh chậm lại và bình tĩnh lại. Nếu cần thiết có thể hội ý. Xuân Dự làm gì không? Bóng vẫn được tiếp tục trong sân. Tiếp tục là Xuân Dự. Bỏ nhỏ không thành công. Hai ghi điểm cho đội bạn mất rồi. 18-13. Như vậy cách biệt điểm số giữa hai đội lúc này là 5 điểm rồi. Như vậy là tiếp vẫn là uy thế và nguy lực của đội số 2 vẫn đang chiếm ưu thế rất lớn và đang giữ phong độ. Và xử lý bóng không tốt của Văn Thuần và ghi điểm cho đội bạn 19-13. Như vậy là set đấu này chúng ta có thể sớm được kết thúc và nhận ra đội thắng rồi. Và điểm trực tiếp của Thanh Khang. Những pha lỗi vị trí cũng như là không tập trung của đội tuyển số 1 ghi điểm cho số 2 20-13 rồi. Một điểm số nữa thôi thì các cầu thủ đội tuyển số 2 sẽ tạm chạm tay tới chức cúp vô địch của chúng ta. Hai đội có lên. Lại là những vị trí rất lỗi của các cầu thủ đội tuyển số 1. Đình Truyền, bóng vẫn còn. Viết Hành, Xuân Dự làm gì không? Bóng vẫn còn. Lại là Thanh Khang, rất giằng co trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là Xuân Dự. Một pha dứt điểm lanh lung và cái điểm trực tiếp cho đội mình. Đội điểm cho đội số 1 14-20. Vậy đội số 1 cố lên. Trong bất cứ tình huống nào chúng ta có thể lội ngược dòng và lật ngược tình thế. Thế Anh phát bóng. À, và như vậy trong một chỉ trong tích tắc thôi. Xin được chúc mừng đội tuyển số 2 thuộc công đoàn của Ủy ban nhân dân. Thank you.